khi thời đại công nghệ ngày càng phát triển, việc các bậc phụ huynh để con em mình sử dụng các thiết bị thông minh sẽ có những điểm lợi và hại như thế nào? Để hiểu sâu hơn về vấn đề này, chương trình Thiếu Niên Nói đã gặp gỡ chuyên gia tâm lý Ngô Thành Nam. Đề của bạn Khánh Ngân là một cái thực trạng rất là phổ biến của nhiều gia đình hiện nay. Đây cũng là một cái dịp để các bậc phụ huynh nhìn lại cái mối quan hệ của mình với con cái trong gia đình. Một cái điều rất là đáng ghi nhận ở đây là bạn Khánh Ngân chịu nói lên cái suy nghĩ của mình, cái nguyên nhân dẫn tới cái hành động của bạn ấy cũng như là những cái nguyện vọng, những cái tâm tư của bạn. Nhiều phụ huynh thì để tránh con làm phiền thì chúng ta hay đưa cho con một chiếc điện thoại hay là một cái thiết bị điện tử nào đấy. Chúng ta cứ tưởng tượng là cái việc mà trao cho đứa trẻ một cái thiết bị di động lúc nào nó cũng có hai mặt. Chúng ta không thể nào mà đưa cho đứa trẻ một cái thiết bị và bảo là các con hãy sử dụng đi, mà tốt hơn hết là chúng ta hãy dạy các bạn cách sử dụng làm sao cho hiệu quả, làm sao cho đúng cách. Chúng tôi luôn có những bài học hướng dẫn các bạn trước khi mà áp dụng vào thực tế. Ví dụ như là sử dụng điện thoại như thế nào là đúng cách, sử dụng internet như thế nào là an toàn. Các bài học này thì được tích hợp vào các bộ môn như tin học và giá trị kỹ năng sống. Và hơn hết là chúng tôi áp dụng hệ thống Office 365 giúp cho cái việc dạy học trực tuyến của chúng tôi trong thời gian các bạn nghỉ vì dịch thì rất là thuận lợi. Và một cái điều cuối cùng là cái điều rất là quan trọng là với cái quan điểm Nguyễn Hoàng xây và phụ huynh đắp, thì với cái tinh thần đó thì chúng tôi luôn mong nhận được cái sự đồng hành từ phía phụ huynh. Mỗi phụ huynh chính là một giáo viên ở nhà để hướng dẫn con cái của mình sử dụng các cái thiết bị điện tử một cách hiệu quả nhất.